tốt mà nó mua nó lại mà ngon nó bùi ngủ chết rồi bà nội hả? Vậy me lá này không mặn lắm, có bột có chị. Chị thấy nó có bột mặn được nếu vậy ăn được. Chị thấy bột này nó bùi lắm nè. Nó có nó nhiều khi nó có ngon gì chấm nhưng mà không sao. Tốt. Mời cả nhà ăn bánh xèo với Mung nha. Với đại gia đình nhà Mung nè. Bánh xèo miền Tây. Bánh xèo miền Tây nè cả nhà ơi, rất là ngon nha. Tè cá hồi sáng ba Mung chạy được. Cá chiên á. Giờ mẹ Mung đang gói à, bánh xèo có rau. Đây có ớt tiêu nữa nè cả nhà. Dạ đúng rồi. Ăn chớt này nó nhớ thơm tiêu mà nó cay. Thơm tiêu nó sợ luôn chị. Ớt tiêu nó thơm tiêu ha. Cay nữa chứ. Dạ. Trước ba con chồng đó. Ngày mình gói rau ha. Ngon lắm cả nhà ơi, đây rau nè. Một gỗ rau nè. Bên đây nó nè, rau bên đây nữa, ba gỗ rau rồi cả nhà. Nhưng mà con không thích ăn cái ớt đó mẹ. Ớt thơm tiêu. Thì ớt nó thơm tiêu nhưng thơm mà tiêu. Dạ. Con thấy ăn ớt kia. Ớt xanh này chị cũng mà ớt ăn mà trước cửa chị chậm á. Nó cay bà ơi luôn. À, ớt tiêu chứ nó không cay bằng. Nó cay đậm. Dạ. Cay nhiều lắm. Nhưng mà có một cái nó thơm tiêu, còn dạ. Thơm ớt cái nó tự nhiên nó mới mùi ớt á. Dạ, ớt. con thấy ăn ớt tiêu à. Ớt hiểm mặn á. Dạ. Bên mẹ đang gói nữa nè cả nhà ơi. Bánh xèo. Hai bà xui ăn khí thế rồi. Hai bà xui ăn khí thế. Bánh xèo miền Tây mời cả nhà ăn chung với gia đình Mung nha. Mời cả nhà ăn. Đó, mẹ Mung mời cả nhà ăn. Lâu lâu ăn ngon ha mẹ ha. Ăn ngon. Ngon rất chừng luôn rồi. Đủ thứ loại rau chưa? Cũng nửa năm nay mới ăn lại. Mình ăn rau nhiều, ăn bánh xèo mình ăn rau nhiều mới ngon ha cả nhà.
lâm chân ra.